Hùng Lễ xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư, rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với anh chị em trên uh, kênh chứng khoán chiến binh đến từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lễ chứng khoán vào mỗi buổi uh, uh, kết thúc tuần thì chúng ta sẽ có một bản tin video phân tích bộ ba tham số chung của thị trường chỉ số vn30 chỉ số vn index chỉ số phái sinh cùng với đó thì chúng ta sẽ đi phân tích những cái danh mục cổ phiếu mạnh uh, cổ phiếu tiềm năng uh, có cái xu hướng tăng trưởng tốt ở trong những cái thời gian sắp, sắp tới thì uh, uh, chúng ta lưu ý, anh chị em cộng đồng nhà đầu tư lưu ý, hiện tại thì cũng có hai kênh, Hùng Lê Chứng khoán thì trên kênh này thì chúng ta sẽ có các bản tin phân tích ngắn. Hàng ngày cũng sẽ có phân tích định lượng về xu hướng bộ ba tham số chung của chỉ số VN-Index, chỉ số VN30 và phái sinh và đây là các bản tin ngắn, đâu đó chỉ khoảng tầm từ 8 đến 10 phút hàng ngày. Thì uh, các anh chị có thể đăng ký kênh và chúng ta sẽ theo dõi thêm uh, các cái video clip này để chúng ta có thể nhận uh, thêm các cái thông tin tham khảo còn kênh chứng khoán chiến binh đến từng con sóng đấy là kênh mà hiện tại thì ông chỉ up các bản tin video phân tích tuần đó cứ mỗi thứ sáu hàng tuần thì chúng ta sẽ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ sáu thì chúng ta sẽ có một cái bản tin khoảng tầm từ một tiếng đến một tiếng 15 phút đó thì chúng ta sẽ đi phân tích những cái nội dung chi tiết à, và như thường lệ thì những cái nội dung của chúng ta thì vẫn cơ bản như vậy thôi phần thứ nhất thì ông sẽ bây giờ ông sẽ đảo lại phân tích bộ ba tham rỗ chung của thị trường trước phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi phân tích danh mục cổ phiếu tiềm năng cổ phiếu trụ nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp nhóm ngành thép nhóm vật liệu đầu tư công nhóm ngành đầu tư công bất động sản dân cư nhóm ngành dầu khí và nhóm ngành chứng khoán còn thời gian thì có thể phân tích thêm một số các mã cổ phiếu khác các anh chị nhà đầu tư lưu ý tất cả các quan điểm phân tích ở trên video mang uh, mang thương hiệu cá nhân Hùng lê mang những cái góc nhìn những cái, cái quan điểm của cá nhân đùng lê vì vậy nhà đầu tư sẽ cân nhắc trước khi xem và trước khi áp dụng chúng ta cần À, tổng hợp nhiều thông tin đó và tham khảo nhiều ý kiến từ đó thì chúng ta sẽ đi phân tích à, chúng ta xem những cái quan điểm nào những cái góc nhìn nào phù hợp với cá nhân của chúng ta thì chúng ta sẽ tiến hành chiến đấu ok Hùng nói như vậy để chúng ta tránh những cái quan điểm gọi là tranh luận Hùng không có thích cái việc đó à, trong phân tích kỹ thuật có đúng có sai và nếu như mà chúng ta phân tích được khoảng à, tầm 70 60 đến 70 phần cái xu hướng của thị trường ở ờ, như vậy là cực kỳ tốt thậm chí là những nhà đầu tư người ta có thể phân tích được 80 phần trăm thì đấy là cực kỳ giỏi đó chứ còn lại tầm khoảng 20 phần trăm đấy là xác suất sai số ở trên thị trường chúng ta lưu ý thì trong tuần video số 197 chín à, 191 thì ông Lê cũng đã có phân tích dự báo các cái vùng chỉnh cung kỹ thuật và trong đó thì à, chúng ta tiếp tục đánh giá cái khả năng à, chỉ số VN30 sẽ tiếp tục công vùng 1220 điểm chỉ số phái sinh sẽ công vùng 1220 điểm và chỉ số VN index của chúng ta sẽ Uh, có một target ở khoảng quanh vùng 1.200 điểm Và chúng ta sẽ uh, tiếp tục có một tuần uh, Chúc các anh chị có một tuần giao dịch thành công Và tổng hợp khá nhiều yếu tố uh, Cứ một tuần giao dịch thì chúng sẽ tổng hợp lại đây Và cách đây 3 ngày Cách đây ba ngày thì ông tiếp tục nâng Cái target kỹ thuật của chỉ số VN Index, chỉ số VN30 Và chỉ số phái sinh Trong đó thì chỉ số VN30 Thì ông uh, tiếp tục uh, nâng cái target lên vùng 1.230 điểm Sau đó thì ông sẽ xây lên vùng 1.237 điểm chỉ số phái sinh của chúng ta thì chúng ta sẽ tiếp tục hướng về vùng cản kỹ thuật ở 1220 điểm điểm. anh chị, 1 mươi điểm ở đây. Còn đối với chỉ số VN Index thì chúng tiếp tục nâng tầm cái chỉ số này lên vùng 1.225 điểm. Sau đó thì nó sẽ tiến tới vùng cản kỹ thuật tiếp theo, đó là vùng 1.230 điểm. Đây là cái vùng cản tâm lý hết sức là quan trọng. Tức là Index sẽ tiến về vùng 1.225 điểm trước, sau đó thì sẽ tiến về vùng trăm 1230... 230 trăm điểm. Thì đấy là những cái góc nhìn uh, uh, sau khi mà chúng ta có bản tin phân tích tuần thì cách đây 3 ngày, tức là vào ngày uh, đó thì uh, thông thường là sẽ có những cái phân tích uh, cập nhật chi tiết đó và cách đây 3 ngày đấy anh chị thì chúng ta có thêm cái phân tích định lượng và cái quá trình uh, thị trường chúng ta giao dịch thì chúng ta phải luôn luôn nó luôn luôn biến động, luôn luôn có những cái quá trình điều chỉnh, chính vậy nên là chúng ta sẽ có những cái phân tích bổ sung, đấy là những cái góc nhìn rất là quan trọng để giúp cho nhà đầu tư của chúng ta sẽ có những cái góc nhìn tốt hơn, tối ưu hơn. Ok anh chị, bây giờ thì chúng ta cùng nhìn về chỉ số VN30, hiện tại thì chúng đang phân tích cho anh chị ở trên trạc kỹ thuật tuần thì chúng ta cũng thấy rồi. Trong nhịp chỉnh cung thì cũng có phân tích cái vùng hỗ trợ 1160 đến vùng 1165 và kể từ đây thì chỉ số VN30 của chúng ta đã có một mức phục hồi. Mức phục hồi đầu tiên, chúng ta đưa target về vùng 1206 điểm đến vùng 1210 điểm. Target tiếp theo chỉ số VN30 trong tuần Hùng đã có phân tích lên vùng 1.220 điểm. Sau đó thì Hùng tiếp tục điều chỉnh cái target kỹ thuật của chỉ số VN30 lên vùng 1.237 điểm. Đây các anh chị. Thì trong tuần chỉ số VN30 chính thức là đạt khoảng vùng 1.236 điểm ở đây này. Trong tuần, trong phiên giao dịch ngày thứ sáu và nó đang tạm dừng ở đây. Trên góc độ kỹ thuật chúng ta nhìn thấy rằng là cái đà đi của chỉ số À, của 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 chỉ số vn30 à, khá là tốt đó anh chị và tại cái thời điểm các anh chị có thể xem lại những bản tin đồng phân tích khi mà chỉ số rsi ở vùng quá bán là cái thời điểm mà chúng ta lưu ý đó, thời điểm chúng ta lưu ý đây là thị trường phản ứng thái quá trước những cái thông tin uh, không tích cực và ngay lập tức nó sẽ trả lại ngay và kể từ đó thì chỉ số rsi của chúng ta đã bắt đầu tăng lên ở đây thì các anh chị nhìn thấy là hiện tại sau một cái đà tăng khá là tốt, chỉ số VN30 của chúng ta đang có 4 cây nến giờ, 4 cây nến giờ chậm đà tăng ở vùng quanh vùng 1236 đến vùng 1237 điểm, chứng tỏ rằng cái vùng cản kỹ thuật ở đây là vùng tâm lý tương đối à, tương đối là mạnh đúng không ạ? Và khi nó gặp cái vùng cản tâm lý mạnh như vậy thì thị trường của chúng ta cần phải có thời gian nghỉ ngơi, tích lũy. Khả năng thì phiên giao dịch ngày mùng 5 tháng 9 thì chỉ số VN30 nó sẽ tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 1230 cộng trừ cộng trừ các anh chị nhá, cộng trừ khoảng tầm độ một hai điểm ở đây nó tích lũy ở quanh vùng này và tích lũy thành công như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục hướng cái vùng cản kỹ thuật vùng đã phân tích ở đây cho anh chị một hai ba bảy một hai bốn mươi và khá khẩm hơn gọi là um, vượt kỳ vọng vượt kỳ vọng đi vượt kỳ vọng thì chúng ta có thể ngắm lên ở vùng một nghìn hai trăm bốn mươi đến vùng một nghìn hai trăm năm mươi điểm đó là một cái target kỹ thuật gọi là target kỹ thuật hồi trong mơ các anh chị hồi trong mơ rất tuyệt vời rồi ok bây giờ chúng ta sẽ nhìn sang chỉ số phái sinh ở trong tuần giao dịch vừa qua <laughs> đây anh chị thì về cơ bản trong tuần vừa qua chỉ số phái sinh của chúng ta cũng đã có một tuần giao dịch hết sức là thành công, hết sức là thành công ở đây. À, về bản chất thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai chỉ số phái sinh gần như không test, đó, nó gần như nó không test về cái hỗ trợ hỗ trợ dưới và nó tạo gáp và sau đó nó xây luôn cái vùng ở 1218 à, 1198 đến vùng 1200 điểm ở đây. Và kể từ đó thì chỉ số phái sinh của chúng ta tiếp tục đạt những cái vùng target kỹ thuật mùng đã có dự báo ở trong bản tin phân tích tuần đó là hướng về vùng cả kỹ thuật 1210 sau đó thì hướng về vùng 1220 và đến thời điểm hiện tại là chỉ số phái sinh của chúng ta cũng đã hướng về vùng 1237 điểm đó ba ngày đây các anh chị đó chỉ số vn30 chỉ số phái sinh cách đây 3 ngày đây phái sinh đó chúng ta hướng lên những cái cái target cực kỳ là đẹp kết thúc phiên giao dịch ngày thứ tư đó kết thúc phiên giao dịch ngày thứ tư thì uh, sẽ tiếp tục đây vn30 dự kiến lên vùng 1237 1240 đó và chỉ số phá sinh của chúng ta cũng đây kết thúc phiên giao dịch ngày thứ tư kết thúc phiên giao dịch ngày thứ tư thì chúng ta đánh giá lại để chuẩn bị cho phiên giao dịch ngày thứ năm đó thì uh, cái target uh, kỹ thuật trong phiên giao dịch ngày thứ năm chúng đã đưa cái 1237 thực ra là trước rồi nhưng mà đây bây giờ chúng ta có 1240 1237 1240 và chỉ số VN Index thì chúng ta sẽ tiếp tục có những vùng cản cao như vậy đó. Thì như vậy là chỉ số phái sinh ở trong phiên giao dịch của ngày thứ năm thì chính thức cũng đã đạt về vùng 1235 điểm và nó đang có một cái độ trờn lại. Thì nó cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi, ở vùng 1235 1237 đây là vùng cản kỹ thuật nên chỉ số này nó sẽ có <laughs> cái sự rung lắc và ngắn hạn như vậy, ngắn hạn thì chỉ số VN 30F 1M có thể nó sẽ quay test trở lại vùng 1225 điểm, còn khỏe hơn thì nó sẽ test ở vùng 1230. Tức là nó sẽ loanh quanh cái vùng 1230 cộng trừ này. 1230 1230. Ok. nó sẽ loanh quanh cái vùng 1230 cộng trừ. Ok đây, nó sẽ loanh quanh ở vùng này và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục ngắm vùng cả cái tuần 1237 1240 và cái cái target kỳ vọng hơn, cao hơn và ngõ lành hơn thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng 1245. Đấy là cái góc độ kỳ vọng ở trong tuần tới. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn về chỉ số VN Index của chúng ta. Như vậy là chúng ta cũng thấy rằng là chỉ số Index của chúng ta ở đây uh, nó đã uh, hình thành cái chân sóng ở phiên ngày 22 tháng 8 và chỉ số index của chúng ta lần lượt hoàn thành các cái target mục tiêu đó là vùng 1195 sau đó hoàn thành vùng target mục tiêu ở 1.200 điểm sau đó tiếp tục hoàn thành mục tiêu ở vùng 1210 uh, tiếp tục ở trong tuần này chỉ số VN index của chúng ta tiếp tục hoàn thành ở vùng 1.220 điểm và mắc target đạt ở 1225 tức là đạt kỳ vọng luôn đạt kỳ vọng luôn đạt kỳ vọng luôn đó chỉ số VN index của chúng ta đạt kỳ vọng 1225 như vậy thì cái xu hướng kỹ thuật hiện tại như thế nào thì ở đây các anh chị cũng nhìn thấy là chỉ số vn index của chúng ta có bốn cây đến giờ bốn cây đến giờ nó tích lũy ở vùng một hai và cái biên dưới ở một hai nó tích khá là đẹp nó tích không thủng một hai như vậy khá là đẹp và hùng cũng đã lấy trong cái bản tin các cái bản tin phân tích ngắn thì chúng ta lấy vùng một hai cộng trừ hai điểm tức là cái biên rơi của nó đây hùng ghi lại đây để tuần sau chúng ta đánh giá lại một hai hai cộng trừ hai điểm và nếu như những anh chị em mà xem những cái bản tin phân tích ngắn thì hoàn toàn có thể hiểu được những cái 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 góc độ các nhìn kỹ thuật của cá nhân Hùng Lê quanh vùng 1220 điểm rồi bây giờ hiện tại thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm như thế nào tức là tuần tới chỉ số vn index tích lũy thành công ở vùng một hai cộng trừ hai thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên cái target kỹ thuật mùng đã có phân tích ở đây đó là vùng một hai ba bảy một hai ba mươi một hai hai bảy một hai ba mươi Uhm, uh, nó hơi líu một tí và đẹp đẽ hơn và kỳ vọng một cái cái cao hơn thì index của chúng ta hoàn toàn có thể uh, hướng về vùng cản kỹ thuật 1235 bởi vì hiện tại Hùng nhìn thấy rằng là ở uh, một số các cái yếu tố kỹ thuật của thị trường có thể kéo và thị trường bắt đầu chạy vào cái giai đoạn nước rút và Hùng cũng lưu ý với các anh chị hiện tại uh, chỉ báo dòng tiền chờ bán đã tiếp tục rất là cao đặc biệt là trong phiên giao dịch ngày thứ năm nó đã tăng đột biến điều đó có nghĩa là gì cổ phiếu đã sinh lãi Điều đó có nghĩa là gì? Thị trường đã gặp vùng cản mạnh. Điều đó có nghĩa là gì? Các điểm mua tốt nhất, tối ưu nhất ở trong nhịp sóng hồi này đã kết thúc. Bây giờ chúng ta chỉ còn những cái điểm mua nó nhẹ nho nhỏ, nhẹ nhẹ, à, rón rén và gọi là đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Đúng không ạ? Chúng ta đã có những cái vị thế tốt rồi. À, yêu yêu chúng ta vào một ít thì như thế thì chúng ta sẽ rất an toàn và tại cái thời điểm khi mà dòng tiền chờ bán ở trên thị trường mà neo đậu ở mức cao thì các anh chị lưu ý với những tài khoản full margin chúng ta nên hạ thị trọng margin chúng ta nên bán hết margin đi và cùng lắm thì chúng ta sẽ cầm cái tỷ lệ tài khoản của chúng ta là tỷ lệ full cổ phiếu à, còn đẹp đẽ hơn thì các anh chị đưa cho hùng khoảng tỷ lệ 37 tức là tiền mặt trên cổ phiếu là 30 trên 70 ở thời điểm hiện tại và ở tuần giao dịch mới cái tỷ lệ vàng cho tài khoản các anh chị giao dịch đó là 37 các anh chị nhá, 37. Ok. Rồi, à, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung tiếp theo, đó là phân tích các danh mục cổ phiếu tiềm năng thì chúng ta sẽ đi phân tích ở trên chart kỹ thuật ngày. Ok các anh chị. À, đây thì Hùng uh, lưu ý với anh chị nhá, chúng ta sẽ có một góc nhìn như thế này để chúng ta nắm được. Thứ nhất là ông sẽ đánh dấu cái điểm xanh này chính là cái điểm mà phiên giao dịch ngày 22 tháng 8 thời điểm đó ông phân tích sóng hồi bắt đầu khuyến nghị uh, cho các anh chị em bắt đầu của chúng ta chiến đấu sóng hồi vì vậy nên là chúng ta sẽ uh, bắt đầu ở cái, cái 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 mục này đó để ông từ tìm xem cái từ khóa đây các anh chị tại thời điểm ngày 22 tháng 8 uh, ngày thứ ba đúng không vào phiên giao dịch lúc đó khoảng 9 giờ 15 phút uh, thì chúng ta nói về câu chuyện LDG. đây và đến khoảng tầm chín giờ bốn phút thì chúng ta sẽ bắt đầu hùng uh, uh, phát đi một cái tín hiệu kỹ thuật đó là hiện tại thì dòng tiền chờ mua tiếp tục neo ở mức cao và dòng tiền chủ động đã uh, tiếp tục và chính thức là chúng ta gì ạ chúng ta bắt đầu dự báo khả năng sóng hồi uh, múc xúc cật lực trong phiên nay và tê cộng ra hàng canh chị canh thị trường chỉnh đỏ để múc cật lực sai thì sửa sai bằng những cái, cái phương pháp và bằng những cái cổ phiếu mình đang có uh, tuy nhiên góc độ quan sát của cá nhân hùng lê thì cửa sai là cực kỳ thấp nên là chúng ta xúc múc cật lực và t cộng chúng ta bán ra uh, thực ra thì nói <laughs> xúc múc cật lực nghe nó hơi hơi kinh nhưng mà thực ra đấy là câu nói vui của cá nhân hùng lê thôi chúng ta cũng không thể xúc múc cật lực được đâu uh, những nó phụ thuộc vào cái tỷ lệ tài khoản và uh, ý hùng ở đây là gì tức là tại cái thời điểm đó là cái thời điểm đẹp nhất để chúng ta bắt đầu vào vị thế và như vậy thì chúng ta nhìn thấy rằng là tất cả các cái mã cổ phiếu của chúng ta đến thời điểm hiện tại từ chân sóng 22 tháng 8 cực kỳ tốt và nó đã có một mức phục hồi cực kỳ tuyệt vời đầu tiên sẽ đi phân tích nhóm trụ m với đúc <laughs> MVDG có cái sự hồi phục khá là tốt ở trong tuần thì MVDG chính thức bứt cái vùng cả kỹ thuật 52 các điểm test cung kỹ thuật thì nó trong cái phiên này này trong cái phiên của ngày 28 tháng 8 thì nó có cái sự gọi là gọi là tự cung tự test ở đây và sau đó tuần này thì chính thức là nó vượt lên được cái vùng 54 với xu hướng hiện tại của MVDG ở tuần tới các anh chị sẽ kỳ vọng chúng ta sẽ kỳ vọng ngắm lên vùng 55 đến khoảng vùng 56 Mansan là đã khuyến nghị mua thêm được rồi Mansan thì như vậy là về cơ bản là ok ờ, Sau cái chân sóng 22 tháng 8 ở đây Thì chúng ta nhìn thấy là Mansan đã có một cái vùng nhồi lên Và trong tuần thì gần như San test tương đối đẹp Ở vùng 79 đến vùng 80 Đó trong 79 đến 80 Và sau khi test thành công ở vùng này Thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, cây nến cái tuần khá là đẹp Như vậy vùng giá mục tiêu ở vùng 84 đến khoảng vùng 85 Vinamilk hiện tại là một cái trụ khá là tốt về xu hướng kỹ thuật thì mình đã có phân tích rồi. Như vậy là vùng chân sáo của vùng 71 đến vùng 71.5, cổ phiếu Vinamilk đã có một sự phục hồi khá là tốt. À, tuần này thì nó đã chính thức là hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở quanh vùng 76 và sau khi đó thì nó tiếp tục công lên vùng cả cái vùng gần kỹ thuật 78. Ba cây nến test ở vùng 76.5 cực kỳ đẹp. Mặc dù là phiên kết tuần nó không đóng cửa ở vùng cao nhất, nếu như cây nến này là một cây nến hammer đóng cao nhất thì cái xác suất lên vùng 81 82 là cao. Uh, nhưng vì nó bị tụt lại một tí nhưng mà cái tụ, độ tụt này thì theo quan điểm cá nhân của hùng không quá là phức tạp nên là cái khả năng uh, chúng ta vẫn tiếp tục hướng cái target kỹ thuật lên vùng uh, 78 đến khoảng vùng 80. Nhóm ngành tiếp theo, chúng ta sẽ đi phân tích đó là nhóm ngành thép gồm mã cổ phiếu Hòa Phát. Thì trong tuần vừa qua, Hòa Phát cũng đã uh, Hòa Phát nói chung uh, nói riêng và các mã cổ phiếu nhóm thép đã thu hút được một dòng tiền khá là tốt. Uh, kết thúc phiên giao dịch ngày thứ sáu tuần trước uh, cổ phiếu Hòa Phát ngay phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó cũng chỉ test cung nhẹ về khoảng quanh vùng 26.5, 25.5, 25.6 25 đến vùng 26. Cái đến ngày thứ hai khá là tốt đẩy cổ phiếu này lên vùng cản kỹ thuật tiếp theo ở vùng 26.8. Sau đó nó có hai cái nền test kỹ thuật đẹp. Uh, xu hướng hiện tại chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cản kỹ thuật của Hòa Phát lên vùng 28 và đẹp hơn là sẽ ở khoảng quanh vùng 28.5. Hoa Sen HSG <laughs> HSG xu hướng phục hồi khá là tốt trong tuần vừa qua thì phiên giao dịch ngày thứ hai cũng như vậy cổ phiếu Hoa Sen đã chính thức bứt lại vùng cản 19 sau đó ở phiên kết tuần thì nó đang nằm ở lưng chừng gọi là cái vùng cản kỹ thuật ở vùng 20 một cây nến doji điều này cho thấy là cái cái cung cầu và cái lực bán của cổ phiếu đã bắt đầu xuất hiện tuy nhiên với góc độ hiện tại dòng tiền khá là tốt và tín hiệu đường mã CD bắt đầu có sự chuyển pha ở đây khi tín hiệu đường mát chuyển pha thì đấy cũng sẽ là những cái thời điểm của cổ phiếu nó sẽ bắt đầu có cái sự phục hồi tốt Xu hướng hiện tại thì chúng tiếp tục ngắm target kỹ thuật về khoảng quanh vùng 20.7 đến khoảng quanh vùng 21 Cổ phiếu Nam Kim cũng có sự phục hồi tốt ở phiên giao dịch ngày 22 tháng 8 ở trong tuần vừa qua thì Nam Kim cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở vùng khoảng 18.7 sau đó thì nó có hai cây nến test về bản chất là hai cây nến này chính là hai cây nến mà nó test lại các anh chị nó test lại cái cái vùng cung cầu của nó ở quanh vùng 18.7 ở đây ở phiên kết tuần cổ phiếu này đóng ở vùng cản 19.3 với góc độ kỹ thuật hiện tại chúng ta có thể kỳ vọng Nam Kim sẽ tiếp tục công lên cái vùng 20 sau đó khoảng tầm vùng 20.5 và tín hiệu đường MACD hiện tại của Nam Kim vẫn đang cực cực kỳ là tốt Tvn và TLH hai mã cổ phiếu này thì chúng ta thường là chúng ta trong các phân tích kỹ thuật thì cũng có nói đến các anh chị là chúng ta sẽ phải ngắm ở một cái xu hướng dài hơi hơn ở trong thời điểm hiện tại, trong tuần vừa qua quanh vùng 7 cổ phiếu này tích lũy khá là tốt. Và đối với góc nhìn của TVN và TLH thì các anh chị chú ý ở vùng hỗ trợ thì chúng ta cũng canh mua, như vậy là ở quanh vùng 7 thì các anh chị có thể mua được rồi. Mua thêm. <laughs> cổ phiếu tlh cũng như vậy trong tuần vừa qua tlh thì gần như nó đẩy lên và sau đó nó đã quay trở lại test ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 8.1 đóng cửa ở vùng 8.31 à, ngắn hạn tuần tới khả năng cổ phiếu này sẽ kéo lên ở khoảng quanh vùng cảnh kỹ thuật ở vùng 8.5 đến vùng 8.7 Bây giờ thì chúng ta sẽ đi <laughs> phân tích sang nhóm ngành vật liệu đầu tư công gồm mã cổ phiếu KBC thì các anh chị À, xin lỗi cả nhà KSB thì đối với nhóm đầu tư công vật liệu đầu tư công thì quan điểm kỹ thuật của cá nhân Hùng lê đã có phân tích cho anh chị là từ quý 3 của năm 2023 à, và trong năm 2023 thì hùng lê khuyến nghị là với anh chị em nhà đầu tư ở trên nhóm thì chúng ta sẽ tập trung đánh nhóm ngành đầu tư công vật liệu đầu tư công bởi vì à, trong năm nay sẽ là một năm năm trọng điểm của nhóm anh này và đến thời điểm hiện tại thì các anh chị cũng đã thu được những cái lợi nhuận cực kỳ tốt khi mà chúng ta đánh cái nhóm vật liệu đầu tư công và nhóm ngành đầu tư công. Ở chân sóng 22 tháng 8, cổ phiếu KSB có một cái sự chỉnh cung về khoảng quanh vùng 27.2 sau đó rút chân lên ở trong phiên. Đó thì các anh chị nhìn thấy là trong phiên 22 tháng 8 tất cả các mã cổ phiếu đều có cái sự phục hồi. Và đây chính là một phiên tắt ao bắt cá của tạo lập. Và rất nhiều nhà đầu tư cay đắng phải nói là cay đắng bán đúng bán đúng đáy của thị trường Đó, bán đúng đáy của thị trường thì tại vì sao chúng ta lại bán đúng đáy bởi vì chúng ta không có leader chúng ta không có phân tích và chúng ta không có đội nhóm khi các anh chị vào những cái đội nhóm mà có cái sự phân tích tốt thì như vậy là chúng ta sẽ tránh được những cái rủi ro như thế này tránh được những rủi ro như thế này và đến thời điểm hiện tại á thì rất nhiều những đội nhóm bắt đầu hô ào ào múc đi anh em múc múc xúc thì đấy sẽ là những cái thời điểm là là cái sự rủi ro lớn lại thuộc về các nhà đầu tư đó nhưng câu chuyện là đến thời điểm hiện tại thì hùng bắt đầu phanh nhà đầu tư lại đó cái góc nhìn nó khác nhau các anh chị đến cái thời điểm nào mà xúc bốc cật lực thì chúng ta phải bung sức ra để chúng ta làm cái việc đó còn có những cái thời điểm mà chúng ta phải phanh lại đó bán bớt mặt zin đi rồi chúng ta phải đưa cái tỷ lệ tài khoản của chúng ta về khoảng 37 đấy là những cái tỷ lệ vàng trong những cái thời điểm và khi các anh chị làm nhịp nhàng như vậy thì chúng ta sẽ cảm giác là thị trường chứng khoán nó hay lắm các anh chị nó đam mê lắm càng đánh nó càng ấy và mà và và càng làm việc càng càng lên thị trường chứng khoán thì chúng ta càng cảm giác có những cái 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 sức hút của nó. Đấy và và đối với những anh chị mà đã đánh chứng khoán rồi ấy nó nghiện như ma túy luôn các anh chị không cai được đâu. Nó nghiện lắm. Bởi vì nó hay mà, nó hay nên nó nghiện. Đó, KFP trong tuần đúng các anh chị, khi mà cổ phiếu này kéo về vùng 30 thì bắt buộc nó sẽ test cung. Đó các anh chị, vùng 29 29.3 các anh chị cứ xem lại bản tin tuần video 191 đi để chúng ta xem có phải đúng nó như vậy không. Nó kéo về 30 nó tụt lại tí. Đó, rồi sau đó đến cây đến kết tuần thì quá đẹp luôn như vậy với lực đánh của các hiện tại chúng ta thấy đường MACD đã bắt đầu chỉnh xanh đó sau một cái giai đoạn nó tích lũy đây hùng đã vẽ mô phỏng cái mô hình để cho các anh chị đi và như vậy nó chỉnh xanh rồi và nó xanh rồi thì cứ thế nó đi thôi ta kỹ thuật tuần chúng ta sẽ vươn lên vùng 31.5 khỏe khoắn hơn thì vùng 32.5 32, 32 và nhịp này thì khả năng là 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 nhóm đầu tư công nó sẽ đánh về vùng đỉnh cũ và thậm chí là vượt đỉnh đó là cái kỳ vọng <laughs> PLC khá là tốt ở đây các anh chị PLC như vậy là trong tuần thì PLC cũng đã tích lũy ở vùng 34.5 đến khoảng vùng 35 Cho đến kết tuần thì nó chạm về cái vùng cản kỹ thuật ở đây là vùng 36.5 năm. À, tại sao đây là vùng cản bởi vì đây nó là trước là hỗ trợ thì bây giờ nó trở thành vùng cản đó các anh chị và nó sẽ test tích lũy lại khả năng tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 35 đến 35.5 mục tiêu của PLC chúng ta ngắm về vùng 37.3 xa xăm hơn thì nó sẽ ngắm về ở khoảng quanh vùng 38 BCC, BCC chia cổ tức các anh chị nhá, 30 tháng 8 chia cổ tức, chính vậy nên là cái chạc cái thuật của nó thì mình phải dọn lại một tí. Và trên góc độ kỹ thuật hiện tại thì đây chúng ta thấy rằng là trong cây nến này thì không biết là cây nến thật hay cây nến đều này. Thường thường là những cái sàn này nó hay có những cây nến đều các anh chị. Nhưng mà nhìn chung ấy là trong 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 tuần vừa qua thì nếu chuẩn nhất sẽ là quanh vùng 11.8 đến vùng 12, đấy là vùng tích lũy của cổ phiếu BCC. À, tuần tới nếu như trả lại đây thì các anh chị có thể các tài khoản cầm nhá, các tài khoản cầm có thể gom và chúng ta sẽ hướng về mục tiêu ở khoảng quanh 13. Nhóm ngành tiếp theo chúng ta phân tích đó là nhóm đầu tư công gồm mã cổ phiếu VCG. VCG thì gần như nó lead anh cả của đầu tư công rồi, đúng các anh chị. Và và một điều rất là tuyệt vời, đúng cái phiên giao dịch ngày 2 tháng 8, ngày 23 tháng 8 và ngày 24, đấy là ba phiên mùng khuyến nghị nhà đầu tư mua, ai cầm cái gì mua cái đấy. VCG đã có một sự phục hồi khá là tốt trong tuần này nó trả lại cung một tí tẹo quanh vùng 26 thôi về cơ bản nó công công cản cái tuần 28 và cái nến cái tuần là một cái nến cực kỳ đẹp với lực cầu 33 triệu cổ phiếu các anh chị tức là nó gấp đôi gấp đôi trung bình 21 phiên với lực cầu đột biến và thậm chí ở trong tuần này có 3 phiên mà lực cầu của VCG đột biến như vậy là dòng tiền lớn bắt đầu lại quẩy cổ phiếu rồi và khi dòng tiền lớn nó vào thì nó đánh nó sướng lắm các anh chị cổ phiếu nó cứ thế nó phí thôi VZG mục tiêu ở tuần tới nó sẽ công vùng 29.5 đến cản 30, khả năng về đây nó sẽ có sự rung lắc nhẹ, rung lắc nhẹ về vùng 29, tích lũy thành công ở điểm này chúng ta tiếp tục đẩy target kỹ thuật của nó về vùng 31.5 đến khoảng quanh vùng 32. FCN cũng rất là đẹp ở trong tuần vừa qua, <laughs> sau khi tích lũy thành công ở phiên ngày 22 tháng 8. Uh tuần trước nó đẩy về vùng 16 xong đó nó test nhẹ phiên ngày thứ hai nó test nhẹ mặc dù là cũng có dự kiến là nó test sâu hơn một tí tuy nhiên là cái điểm test của nó nó chỉ test về khoảng quanh vùng 15.5 như vậy là khỏe dự kiến thì test về khoảng quanh 15.3 15.2 gì đây đó và cuối tuần thì nó bắt đầu đẩy lên được suýt sát cái cản kỹ thuật 16.5 ở target tuần thì chúng ta sẽ hướng về vùng 16.5, 16.7 và đến vùng 17 ở đây. Đây sẽ là cái vùng cản kỹ thuật trong ngắn hạn và khả năng về đến đây thì nó lại bắt đầu rung lắc. Đấy. Và khi mà đến đó nó rung lắc thì chúng ta sẽ đánh giá tiếp Các anh chị nhé <laughs> C4G ok Đấy anh chị nào mà bán đúng phiên 22 tháng 8 đây các anh chị Là bán đúng khoảng tầm 12-8 Và bây giờ là 14.4 rồi ờ, Trong tuần vừa qua C4G tích lũy cực đẹp Ở quanh vùng 14-14.2 Mục tiêu thì vẫn tiếp tục ngắm cái vùng cản kỹ thuật Ở quanh vùng 15 LCG <laughs> LCG cũng đẹp Cây nền kết tuần của LCG rất là đẹp Đấy từ điểm rút chân lên ở vùng 12 sau đó thì lcg xây trong tuần vừa qua thì gần như lcg test tích lũy đẹp không uh, dự kiến là nó chỉnh về khoảng quanh vùng 12-3 12-3 đúng rồi Quanh vùng 12-3 nhưng nó chỉ ngấp nghé ở quanh vùng 12-45 thôi và sau đó thì nó rút chân lên phiên kết tuần đẹp với lực cầu khá là tốt Tín hiệu đường mát bắt đầu có sự chuyển pha đấy là cái dấu hiệu rất quan trọng để uh, giúp chúng ta nhận diện uh, Cái trend kỹ thuật tiếp theo của cổ phiếu nó sẽ bắt đầu tăng điểm quay trở lại Như vậy ở trong tuần tới thì nhiệm vụ của LCG nó có hai nhiệm vụ nhiệm vụ thứ nhất là nó phải vượt được cái vùng 13.3 và sau đó thì là sẽ đến vùng 13.5 đây là cái cản ngắn bởi vì khi mà cổ phiếu giảm á thì nó ở đây nó hình thành một cái cản cản chéo và các anh chị học về thập phần thuần về phân tích kỹ thuật rồi thì tùy có có anh chị có có thể là nó bứt cản chéo luôn nó bứt cản chéo luôn hoặc là gặp cản chéo này nó test lại ví dụ như con KDH này đã, đã minh họa luôn cho các anh chị để đấy chúng ta vừa học vừa ấy đây thì con KDH này các anh chị nhìn thấy trong phiên giao dịch của ngày 29 tháng 8 đúng không ạ KDH chạm cản và nó rụt lại và đến cây nến tiếp theo nó tiếp tục chạm cản đó thì nó vẫn không bứt qua được và sau đó nó phải cần hai cây nến test cung ở ở cái vùng cản cái tuần này sau đó thì cây nến cái tuần nó mới bắt đầu tạo áp nó đi lên nó bứt khỏi cản này luôn đó thì cái cách tạo lập nó là như vậy thế thì thế thì hoàn toàn tương tự như vậy đó là cái con <laughs> Con LCG cũng như vậy, nhiệm vụ của nó là nó cần phải bứt được qua cái cản 13.5 và nó sẽ mất 1 đến 2 phiên rồi các anh chị, mất 1 2 phiên. Rồi. G36. G36, G36 đây, à, tuần trước thì cũng có nó rồi, biên 9 cộng trừ 0.3, đấy là biên tích lũy của nó. Thì đóng cửa tuần ở biên 9.4, hiện tại G36 thì dòng tiền đang hơi thấp nên là chúng ta cần phải chờ thêm. Ở ờ, HHV, HHV cũng đã có mức phục hồi khá là tốt Tuy nhiên là lực cầu của HHV thì kém quá Nên là nó vẫn là em út của những cái con kia thôi Nói chung hiện tại là FCN, cô 4 và VCG Đấy là ba con chim đầu đàn của nhóm ngành đầu tư công Uh, rồi uh, HHV trong tuần thì nó cũng đã sau khi mà nó bứt được cái cản 15 thì nó có ba cái nến uh, test cung kỹ thuật ở quanh vùng 15 khá là đẹp. cây nến cái tuần thì hơi đuối một tí, tuy nhiên là nó cũng dễ hiểu thôi. Vùng 15.5 đến vùng 15.7 ở đây là cản kỹ thuật nên nó sẽ có cái xu hướng rụt lại và nó sẽ uh, nó sẽ chậm đà tăng lại ở đây một tí để nó tích lũy và nó lấy đà để nó vượt qua. Uh, với xu hướng thị trường tốt và kỳ vọng tốt thì uh, nhịp này có thể ngắm HHV lên khoảng quanh vùng 16, 16.3, 16.5. Nhóm ngành tiếp theo, chúng ta sẽ đi phân tích đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp. Bất động sản khu công nghiệp hiện tại cũng đang là một trong những nhóm ngành được uh, cá nhân Hùng Lê phân tích định hướng từ quý 3 của năm 2023 à 22 và định hướng trong năm 2023 chúng ta vẫn quẩy nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp và các cái mã cổ phiếu này thì chúng ta sẽ phân tích. Gồm mã cổ phiếu KBC. Đó thì chúng ta sẽ view lại một tí từ quý uh, từ đầu năm đi. Đó, chúng ta từ đầu năm 2023 thì chúng ta cũng thấy rằng là và thậm chí là từ quý 3. Quý 3 đây đấy anh chị. Đó từ tầm tầm tháng 10 và chúng ta bắt đầu khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục chiến đấu sóng ngành bất động sản công nghiệp và đến thời điểm tại thì KBC của chúng ta từ vùng 14 và bây giờ đã vùng 35 rồi. Như vậy rất là tốt. Những cái phân tích định hướng các anh chị thì nó mang tính tham khảo nhé, chứ cũng không có tài giỏi gì đâu. Đừng có đừng có đừng có gọi là là rằng tài rằng giỏi rằng thế này thế kia tất cả mọi cái phân tích là nó tương đối và làm sao mà trong những cái góc nhìn của cá nhân Hùng Lê các anh chị xem để chúng ta có được những góc nhìn tốt nhất tối ưu nhất đấy thì lúc nãy mình vừa mới lấy cái ví dụ cản chéo đây thì như vậy là ngay lập tức là chúng ta có thêm cái cái con KBC này đây đúng không anh chị đó thì chúng ta vừa học vừa phân tích nó vừa bằng trực tuyến như thế này các anh chị dễ hiểu đúng không ạ cực kỳ dễ hiểu luôn và những cái phân tích của cá nhân Hùng Lê đó là phân tích uh, thực chiến thôi uh, quá trình chiến đấu và đấy đẹp không các anh chị đẹp tín hiệu đường MACD nó xanh như thế này uh, không 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 tăng mới là lạ đó và có đắng không các anh chị đấy phiên 30 à, 22 tháng 8 bán đúng vùng 29 8 đến 30 quá đắng luôn tức là chúng ta bán đúng hỗ trợ bán đúng hỗ trợ kỳ lạ uh, và với cá nhân Hùng Lê thì Hùng lại khuyến nghị là mọi người trong phiên này mua Ai thích mua cái gì thì mua Múc, múc cật lực đi rồi và trong tuần này thì KBC gặp cản chéo và thực ra tuần trước nó đã gặp rồi nhưng mà tuần này thì phiên giao dịch ngày thứ hai nó 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 gặp ở đây và nó cũng không vượt được và đến phải đến phiên ngày thứ ba như vậy KBC đánh một cái lực cầu đột biến gấp trung bình ba trung bình gấp ba lần trung bình hai mươi phiên thì như vậy KBC mới bắt đầu dạ, vượt thoát được ở đây và như vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy là cái xu hướng KBC cực kỳ đẹp rồi ta cái kỹ thuật vùng ba 35 ba tuần tới thì ba thì là khả thi rồi và ở đây thì không biết là cái ý đồ tạo lập như thế nào tạo lập khả năng họ sẽ có thể là test nhẹ lại khoảng quanh vùng 34.2 mục tiêu ở nhịp này KBC sẽ hướng về vùng 37 đến khoảng vùng 37.5 ITA là em của KBC và đối với cổ phiếu ITA ở gom dài đánh dài nói chung là cứ thăm rong mà đánh ở hỗ trợ thì chúng ta gom đó ví dụ 2 8 chúng ta có vùng mua ở vùng 54 5.5 và vùng 5.6 tuần này đã suy soát lên được khoảng quanh vùng 6 nhưng mà cái viên kết tuần thì nó cũng không đóng cửa cao nhất được bởi vì đây là vùng 6 là vùng cản kỹ thuật các anh chị khả năng sẽ nhồi một hai phiên nữa mục tiêu tích lũy thành công ở khoảng vùng 5.8 bất cản 6 chúng ta sẽ hướng về vùng 6.3 à, cao hơn sẽ là vùng 6.4 đến khoảng vùng 6.5 cứ từ từ mà tiến SSC cũng là một mã cổ phiếu rất là hay trong nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp đó 2 tháng 8 rút chân lên sau đó tuần này nó tiếp tục test tích lũy thành công à, nhìn cách test này của uh, SSC là khỏe nó test ở trên 35 cộng tiếp tục công cản kỹ thuật ở vùng 37, sau đó sẽ hướng về vùng 38 và ở trong nhịp này khỏe khoắn đấy, nhịp này nhìn chung là ok, ổn và chúng ta kỳ vọng ở vùng 38.8 đến khoảng vùng 40, đó là vùng mà STC sẽ vươn vươn lên. IDC cũng rất là tuyệt vời. Đấy, chân sóng đây các anh chị, chân sóng đây, 22 tháng 8 đây ở vùng 43. ba ờ, sau đó tuần trước thì nó test đẹp ở vùng 41.7, tuần này thì nó bắt đầu đẩy lên và đã chính thức là bứt được qua cái cản kỹ thuật đầu tiên đó là cản 46 à 47 xin lỗi ở ờ, vùng 47 này nó có hai cái nến test như vậy là đẹp và mục tiêu thì uh, tuần tới IDC sẽ hướng về khoảng quanh vùng 49 và xa hơn sẽ là khoảng quanh cả 50 ở đây cái vùng cản này rồi thì chúng ta sẽ à, có hàng thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt các chị nhá trong trường hợp nếu thị trường bị chốt thì như vậy là chúng ta chốt thôi VGC tốt chân sóng phục hồi tuần này thì VGC đã chính thức hoàn thành target kỹ thuật 46 trên 46 hai cái nến test thành công và sau đó thì cây kết, kết, kết tuần thì quá đẹp rồi, tín hiệu đường MACD đang từ đỏ chẹt luôn đỏ chẹt luôn và bắt đầu tuần này nó chuyển xanh, đấy là một tín hiệu báo hiệu một cái xu hướng phục hồi cổ phiếu cực kỳ đẹp, như vậy target tiếp theo sẽ là ở khoảng vùng 48.5, xa xăm hơn thì sẽ ngắm lên vùng cản 50 đấy sẽ là vùng cản kỹ thuật các anh chị lưu ý, các anh chị lưu ý là vùng cản kỹ thuật thì chúng ta phải làm gì ạ chúng ta dừng lại chúng ta không mua nữa có hàng thì chúng ta canh chúng ta chốt vị thế một ít và trong trường hợp ví dụ như nó kéo lên vùng 50 nó chỉnh cung về ở đây này khoảng quanh vùng 4 48 như vậy là đẹp quá tích lũy thành công ở đây có biết đâu là lại lại mua tiếp đấy lại có một cái target cao hơn tức là cái cách vận hành của cổ phiếu nó như vậy và chúng ta sẽ uh, rất là nhịp nhàng để trong cái quá trình đầu tư đúng không ạ chúng ta mua bán đúng cái xu hướng đúng cái cái, cái thời điểm <laughs> nhóm ngành được phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư thì như các anh chị em biết rồi bất động sản dân cư ở trong thời gian vừa qua đã hút được cái dòng tiền cực kỳ tốt và hiện tại hiện tại thì cái cái cách đánh của nhóm ngành bất động sản dân cư khả năng nó cũng sẽ là một trong những nhóm ngành mà nó đánh vượt đỉnh vượt đỉnh các anh chị vượt đỉnh cũ thì bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích lần lượt ở các cái mã cổ phiếu tiềm năng ở đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cổ phiếu sale trong uh, hai tuần vừa qua Điểm 22 tháng 8 nó cũng chỉ nháy về quanh vùng 23.5 đến vùng 24 rút chân lên Trong tuần vừa qua sell đánh lên được vùng 27 rồi Tức là target kỹ thuật mà trong phân tích kỹ thuật là khoảng quanh vùng 27 8 thì trong tuần đã về được vùng 27 rồi Như vậy là cũng khá là cao rồi Và một ý cũng khá là hay đối với sell ở thời điểm hiện tại vùng 25 nó tích lũy khá là thành công Và tại vùng hỗ trợ kỹ thuật này nó tích thành công thì như vậy là cái cơ hội để mà sell tiếp tục công lại vùng cả kỹ thuật 27 đến khoảng vùng 28 ở trong tuần tới là cao hdg quá đẹp luôn các anh chị lực cầu bắt cực kỳ mạnh và đường macd các anh chị nhìn thấy đây đang đỏ chẹt và tuần này bắt đầu nó chuyển pha cái sự chuyển pha này nó báo hiệu rằng là nhóm ngành bất động sản dân cư gần như tất cả các mã cổ phiếu bất động sản dân cư bắt đầu có một quá trình phục hồi cực kỳ tốt và có hẳn tuần tuần sau mùng năm tháng 9 sẽ là tuần của nhóm ngành bất động sản dân cư đấy là cái kỳ vọng của cá nhân đúng lê trong tuần vừa qua nó test cực kỳ đẹp luôn các anh chị phiên ngày hai phiên ngày thứ hai nó chỉ test về quanh vùng 28.7 vùng 29 thôi lực cầu tốt rút chân dần dần đi lên nó bứt được cản 30 trong tuần thì bứt được cản 30 sau đó thì tiếp tục tiệm cận về vùng cản 31 đến khoảng vùng 31.2 với cái nến tăng mạnh mẽ như thế này lực cầu khá là tốt vượt trung bình 21 phiên mục tiêu tuần tới sẽ ở khoảng vùng 32 đến khoảng vùng 32.5 HDC cũng cực kỳ đẹp luôn đó trong tuần thì HDC cũng chỉ test về ở khoảng quanh vùng 35.5 đến vùng 34 thôi và chúng ta dự báo là có test về vùng 31 à, 33.1 nhưng mà nó không về đến nơi như vậy là cổ phiếu khá là khỏe tín hiệu đường mát bắt đầu xây ngang và gì ạ bắt đầu có cái sự chuyển pha đấy là nó báo hiệu một cái, cái 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 xu hướng mới của cổ phiếu nó tích cực hơn tốt hơn và hiện tại thì cổ phiếu HDC chính thức vượt vùng cản 36 và nó có một cây nến test có thể nó sẽ có thêm một cây nến test nữa có thể nó sẽ có thêm một cây nến test nữa, nó test về cái biên này và mục tiêu tiếp theo chúng ta sẽ hướng về cản kỹ thuật 38 của HDC Nam Long, đấy, Nam Long rất đẹp và Nam Long trong tuần thì chính thức là Nam Long đã va phải cái vùng cản kỹ thuật ở đây vùng 39.3 và nó lùi lại một tí không sao cả về 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 mục tiêu về về cái cách thức vận hành của cổ phiếu là khi mà nó va cản thì đương nhiên nó phải nó phải chỉnh cung lại thôi đấy là câu chuyện hết sức bình thường năm năm ở đây thì chúng ta sẽ ngắm về vùng 38.5 có thể nó sẽ test nhẹ về vùng 38.5 trước khi mà nó hình thành tiếp một cái lực bật ở đây thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm và tín hiệu đường ACD cũng bắt đầu chuyển chuyển pha đấy là một cái sự kỳ vọng lớn của cổ phiếu KDH cũng đẹp đấy KDH đẹp luôn à, chân sóng đúng vùng 33 tuần này thì hoàn thành vùng 36 và đóng cửa vùng 37 tức là gọi là hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thì khi mà về vùng 36 đây các anh chị cũng nhìn thấy có hai cây nến đấy nó phải có hai cây nến nó test cơ đấy, rồi nó mới mới đi tiếp được chứ không phải là về một phát đây là cản là phi qua đâu đấy nó cũng phải nhúc nhắc hai cây và đến cây đến kết tuần thì đẹp rồi nó bứt lên và nó cũng đóng cửa đúng cái vùng kháng cự vùng cản 37 với đà hưng phấn hiện tại với đà hưng phấn hiện tại khả năng tháng tuần thì nó sẽ kéo về vùng 38 đến khoảng vùng 39 sau đó nó sẽ trả cung đó trà cung và nó test lại vùng bảy thành công như vậy là KDH chúng ta sẽ tiếp tục mục tiêu hướng về vùng cảnh kỹ thuật 40 và tín hiệu đường MACD thì cũng đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi tức là bắt đầu từ từ phiên giao dịch của ngày thứ hai đó tín hiệu đường MACD bắt đầu thu thu lại nó bắt đầu hướng lên và bắt đầu chuyển xanh thì đấy là báo hiệu một cái thời kỳ uh, cực kỳ tốt của cổ phiếu Đạt Phương cũng rất đẹp luôn đấy Đạt Phương thì khả năng sang tuần MACD mới xanh được đấy, nhưng mà cái xu hướng này thì nó cũng xanh thôi bởi vì là tiền tốt rồi mọi thứ đều tốt và đặc biệt là trong tuần vừa qua thì Đạt Phương đã tích thành công ở vùng 38.8 đến vùng 35.5 đây phiên ngày thứ hai phiên ngày thứ ba đẩy lên công cản đó phiên ngày thứ tư tiếp tục công cản và phiên kết tuần thì nó chính thức công bung cái cản 42 ở tuần tới Đạt Phương sẽ có xu hướng test nhẹ như vậy là nó sẽ test nhẹ lại ở khoảng quanh vùng 42 cộng trừ đó 42 cộng trừ và mục tiêu tiếp theo của Đạt Phương chúng ta ngắm lên vùng 44 khỏe khoắn hơn thì ngắm lên vùng 45 và vùng 4145 của Đạt Phương thì nó hoàn toàn khả thi thôi DG đẹp sóng hồi đó các anh chị bán đúng hỗ trợ luôn 24.5 đến vùng 25 đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật thì rất là buồn những nhà đầu tư phải bán ở trong phiên ngày hôm nay thì không biết lý do họ bán là vì như thế nào nhưng có thể là hoảng loạn có thể là bị ép côn mặc xin nó nhiều lý do lắm đó và cái tâm lý ở trên thị trường chứng khoán thì nó là vô cùng người vui người buồn kẻ khóc người cười người cười kẻ khóc đấy là cái câu chuyện rất bình thường ở trên thị trường chứng khoán nên là vấn đề là ở nhà đầu tư của chúng ta phải làm sao mà chúng ta ít khóc và chúng ta cười nhiều đấy là cái 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 giá trị hoặc là đấy là cái 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 đích đến mà chúng ta cần phải vươn vươn, vươn tới thôi chứ cũng không có cách nào cả đối với DG ở đây chúng ta có vùng cản kỹ thuật 29.4 đến khoảng quanh vùng 30 đây là vùng cản cái thuật các anh chị nhé và chúng ta lưu ý tuần tới DG sẽ rung lắc ở vùng này và trong tuần vừa qua chúng ta cũng chứng kiến sự thành công của mã cổ phiếu Novaland OK Novaland đây vùng 17.6 đến vùng 18 đút chân lên trong tuần thì Novaland đã chính thức bứt cái vùng cản 20 <laughs> có thời điểm đã lên vùng 21 nhưng mà đóng cửa thì không được cao nhất phiên và nó có đến tận 3 4 cái nên test như vậy vậy là đẹp á, vùng 19.7 đến vùng 20 nó test như vậy là thành công. Về mặt kỹ thuật ở đây tín hiệu đường MACD của ông Novaland này chưa xanh nên là vẫn còn cái sự nhì nhằng của nó phải khi nào bắt đầu nó phải cất xanh hẳn lên cơ thì khi đó chúng ta sẽ nhìn thấy cái tốc độ tăng trưởng cổ phiếu nó sẽ rất là nhanh. Đất xanh cũng đẹp. Đó, hai tuần vừa qua hồi phục từ vùng 18 đến vùng 18.2. và tuần này thì nó bắt đầu tiến về vùng giá mục tiêu 23 đến khoảng vùng 23.5. Trên góc độ kỹ thuật nó test cung ở khoảng quanh vùng 21.7 thành công và không thủng như vậy thì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể kỳ vọng mà góc độ kỹ thuật là tuần tới đất xanh sẽ đánh lên khoảng vùng 23.5 vùng 24, sau đó nó sẽ đạp một nhịp, nó đạp một nhịp và cái nhịp đạp này nó như thế nào thì cũng chưa thể mường tượng ra nhưng nếu như thuần về kỹ thuật nó đạp về khoảng quanh dưới 23 một tí đây nó đạp về khoảng quanh cái cái nón này sau đó tích lũy thành công và lực cầu tiếp tục đẩy lại ở khoảng quanh vùng 30 đến khoảng tầm 40 triệu cổ phiếu trên một phiên thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục có thể kỳ vọng target của đất xanh sẽ hướng về vùng cản 27 đến khoảng vùng 27.5 PDR rất là tuyệt vời PDR tuần vừa qua thì cũng nét căng nét như Sony anh chị về vùng 19 đúng phiên ngày 22 tháng 8 nhún luôn <laughs> tuần này thì nó đã phục hồi lên ở vùng 22 hoàn thành target vùng 24 cá biệt thời điểm nó còn đánh lên vùng 25 như vậy với các độ kỹ thuật hiện tại rất là tốt đấy tín hiệu đường mát đẹp tín hiệu đường mát ở tuần này quá đẹp luôn tiếp tục ngắm vùng cản 26 và có thể là nó sẽ kéo vượt cái cái cản 26 này một tí sau đó nó test cung quay trở lại ở khoảng quanh vùng 25. Đó và tích lũy thành công ở vùng này, như vậy ông sẽ tiếp tục ngắm cái target của của phát đạt lên khoảng quanh vùng 29 đến khoảng quanh vùng 30. Phân tích cho các anh chị ba mã cổ phiếu pen ở trong nhóm này gồm mã cổ phiếu HQC. Đối với HQC thì các anh chị đánh dài và gom dài thôi chứ cũng không có cách nào cả và đúng chân sóng 22 tháng 8. Cổ phiếu này test về vùng 4 trong tuần vừa qua thì nó test khá là khỏe ở quanh vùng 4.2, thời điểm đã đâm lên được khoảng trên cái cảng kỹ thuật ở đây là cảng 4.5 nhưng mà hiện tại thì đang lùi ở 4.4. À, HQC các anh chị nhé HQC muốn đánh được nó dòng tiền nó phải to tợn một tí. Nói chung ít nhất nó cũng phải tầm độ uh, 10 uh, 16 16 17 triệu cổ phiếu trên một phiên và hiện tại thì thanh khoản của HQC đang khá là thấp nên là cái xu hướng chủ đạo nó đang vẫn là tích lũy. Ờ, cổ phiếu SCR thì nó sẽ đẹp hơn cổ phiếu HVC SCR cái tính cái tính đầu cơ cái tính thanh khoản của nó tốt hơn và cái cách đi của tạo lập của SCR nó cũng hay hơn theo quan điểm của nó nó hay hơn cổ phiếu này cổ phiếu HVC thì ở thời điểm hiện tại ở vùng 7.75 đến vùng 8 cổ phiếu tiếp tục test và bây giờ nó bắt đầu đẩy lên và trong tuần vừa qua thì nó đẩy khá là tốt ở biên 8.4 8.5 đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật nó tích lũy thành công ở vùng này chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên vùng cản 9 uh, quanh 9 và bứt cản 9 thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng cản 9.2 đấy là cái đường đi của cổ phiếu và con DRH đấy con DRH rất là hay cái cái tính cái gọi là cái cái, cái, cái tính đầu cơ của con DRH này nó đánh cực kỳ chất luôn và trong cái nhịp chỉnh vừa qua đúng không ạ 22 tháng 8 thì nó nháy về đúng cái vùng cản uh, vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 6 đến vùng 6.25 mà nó rút chân lên hiện tại thì nó đang có lực đi và lực đi này thì chúng ta lưu ý đến vùng ở đây là vùng 7.1 đến 7.2. Đây bây giờ nó sẽ trở thành vùng cản và nó sẽ cần thời gian, nó sẽ cần thời gian để nó tích lũy lại cái vùng uh, vùng này này, vùng này các anh chị đây nó sẽ xây lại vùng này 6.7 các anh chị nhá 6.7 nó xây lại ở vùng 6.7 thành công thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm target kỹ thuật lên vùng 7.1 đến 7 2 và xa xăm hơn thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng 8 cộng và tại sao đối với con DRH này Hùng, nói, Hùng này nói là cái tính đạo lập nó hay đấy thì hiện tại nó nhìn trên góc độ kỹ thuật thì nó vẫn đang là một áp trend các anh chị và khi gặp cái hỗ trợ này thì bây giờ nó nó, nó bật lên thôi đó nó bật lên thì chúng ta lưu ý đó vẫn khá là tốt rồi Nhóm ngành phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành dầu khí, chúng ta phân tích 4 mã cổ phiếu à 5 mã cổ phiếu gồm mã cổ phiếu PLX. Thì đối với PLX trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng thấy là cái tính tạo lập của nó hơi kỳ dị một tí. À, tuy nhiên là tuần này thì nó cũng đã hoàn thành vùng 38.2, có thời điểm đánh đến vùng 39 nhưng nó chưa vượt qua được. À, xu hướng tuần tới có thể nó sẽ test lại vùng 38.2 đến khoảng vùng 38.5, mục tiêu, đó à, mục tiêu thì nó sẽ công lên đây thôi, vùng cả cái tuần tiếp theo vùng 39.5 đến khoảng vùng 39.7. PVS ở trong tuần tương đối là tốt, giao dịch tích cực và có đà tăng ổn định, lực cầu tiếp tục được cải thiện và đặc biệt là tín hiệu đường MACD, à, tín hiệu đường MACD trong tuần là ngon luôn, thu hồi và sau đó nó chỉnh cung lên xanh, đấy là một xu hướng khá là tốt. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là tuần này thì PVS đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở khoảng trên vùng 34 cộng và đóng cửa vùng 35.5 khi mà nó công lại cái vùng cản kỹ thuật 35.5 này thì nó đang có hai cây nến cây nến thứ nhất là nó chạm 35.5 này cây nến thứ hai thì nó test lại một nhịp và cây nến thứ ba thì nó 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 bứt bứt qua là cái vùng 35 cộng nếu xét thuần về kỹ thuật là rất là đẹp và lực cầu thì nó cũng đạt ở khoảng quanh trung bình 21 phiên à, nói như vậy để chúng ta có thể kỳ vọng là gì như vậy là PVS khả năng sẽ hướng về vùng 36.5 đến khoảng vùng 37 ở trong tuần tới hiện tại thì chúng ta nhìn qua cái xu hướng của VKTI <laughs> Thì ở đây các anh chị nhìn thấy là VFTI sau khi chỉnh về quanh vùng 78 thì nó lại phục hồi lên vùng 82 cộng và khả năng nó sẽ hướng vùng 84. Nhịp này nếu như VFTI mà về khoảng vùng 86 đến khoảng vùng 88 thì khả năng cao là PVS nó vượt đỉnh. Đấy là câu chuyện bình thường. Tức là nó vượt cái vùng cản 37 này là câu chuyện bình thường. Chúng ta sẽ quan sát thêm. cổ việc PVD cũng rất là ổn áp luôn. Đó. 22 tháng 8 đây. Và đến tuần này thì nó cũng đã chính thức hoàn thành vùng giá mục tiêu 25.3 hai cây nến tích lũy ở vùng 24.8 rất đẹp không biết là tuần tới thì nó có tích lũy lại ở vùng 24.8 nữa không hoặc hay là nó 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 gọi là nó nó bay luôn đấy và nó bản chất là nó đã tích lũy rồi bản chất là nó đã tích lũy rồi các anh chị để nó 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 công để nó đi tiếp thì khả năng với tín hiệu đường mát đã được cải thiện như này thì nó nó có test thì nó test nhẹ thôi và nếu test thì nó sẽ test nhẹ về cái cái biên đây này, này chính là cái biên 25.3 Đấy Và mục tiêu thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm về vùng cảnh kỹ thuật 26, 263 và 26.5 BSR cũng tốt ở trong tuần vừa qua BSR đã có sự phục hồi cực kỳ ngon lành bốn cây nến đẩy lên Và như vậy chúng ta thấy rằng là biên hỗ trợ kỹ thuật của BSR vùng 18, 18.2 đã có phân tích ở trong bản tin tuần video số 190, 191 Như vậy là cơ bản là thành công Ở tuần 191 đã trôi qua thì chúng ta tiếp tục là gì ạ Cổ phiếu này chính thức là đạt lại cái target 19.5 Lực cầu tốt xu hướng tốt à, 20 đến khoảng vùng 20.5 đấy là target tuần cho bản tin video số 192 oi ở khoảng quanh vùng 10 đến vùng 10.1 là vùng hỗ trợ kỹ thuật trong tuần vừa qua thì gần như oi thì test ở 10.2 thôi đấy là cái thời điểm mà anh chị có thể mua được vùng 10 đóng cửa 10.5 như vậy là cũng có một tí lãi nho nhỏ, nhỏ. Mục tiêu ở đây, mục tiêu ở đây thì chúng ta tiếp tục ngắm cái vùng cản 10.6 đến khoảng vùng 10.8 gọi oi, khỏe khoắn hơn ở trong nhịp này. Đó thì chúng ta có thể ngắm về quanh vùng 11. Khả năng là được bởi vì cái tâm lý nhà đầu tư hiện tại tương đối là ổn theo quan điểm của là tương đối ổn. Nhóm ngành tiếp theo, chúng ta sẽ đi phân tích đó là nhóm ngành chứng khoán và nhóm ngành chứng khoán cũng đã có một vai trò hết sức là quan trọng hết sức là quan trọng để giúp cho chỉ số VN Index chỉ số VN30 hoàn thành được những cái target mục tiêu, trong đó thì đã chỉ số VN30 của chúng ta đã hướng về vùng 1235 điểm và chỉ số VN Index của chúng ta hướng về target kỹ thuật 1225. Như vậy là nhóm ngành chứng khoán đã có một cái vai trò rất là lớn. Và đến thời điểm hiện tại thì nhóm ngành chứng khoán vẫn tiếp tục là một uptrend các chị, vẫn tiếp tục là một uptrend và tên trạc kỹ thuật tuần thì nhóm ngành chứng khoán rất là đẹp. Đánh vượt đỉnh và cái xu hướng của nó uh, xu hướng của nó rất là rất là rất là, rất là ổn áp luôn. Đấy anh chị nhìn chung là rất là ổn luôn Nhìn như này là phi tiếp Đấy Và gần như là nó cũng ví dụ con VCI này Nó đạp một nhịp nữa là về bằng Về bằng cái đỉnh lịch sử của nó này Đấy như vậy là như vậy là kinh khủng của các anh chị Đấy như vậy là cái chân sóng Của năm 2023 là chân sóng Kinh khủng với các anh chị Đấy nhóm ngành chứng khoán gần như lấy lại tất cả những cái gì nó đã mất rồi. Đấy cái nhịp sóng này nó mất này Thì nhịp sóng của năm 2023 là gần như nhóm ngành chứng khoán lấy lại hết sạch rồi và đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn đang tiếp tục hành trình nó vẫn đang tăng tăng như trâu điên rồi, tăng như trâu điên rồi và tín hiệu đường MACD của chỉ của cổ phiếu VCI đó chính thức bật xanh ở trong tuần giao dịch này như vậy là tốt và khi cái tín hiệu này nó bật xanh thì như vậy là cổ phiếu cứ thế nó phi thôi VCI chính thức đạt target 45 trên 45 thậm chí là còn lên 47 rồi các anh chị tuần tới có xu hướng test lại quanh vùng 46 mục tiêu ngắm lên vùng 49 5 năm đến khoảng quanh vùng 50 ta ghép kỹ thuật tiếp theo của BCI SSI cũng cực kỳ khỏe <laughs> hướng lên vùng cả kỹ thuật 32 và khi nó tuần trước là nó đạt 32 rồi và nó test ở quanh vùng 32 cộng này. rất đẹp Cây đến ngày thứ năm đẩy lên và cái đến ngày thứ à, xin lỗi cái đến ngày thứ tư đẩy lên và cái đến ngày thứ năm test nhẹ đầu mút nến như vậy Ờ, cái target kỹ thuật tiếp theo của cổ phiếu SSI hướng vùng cảnh kỹ thuật 35 ờ, sau khi mà về vùng cảnh kỹ thuật 35 này thì chúng ta sẽ phải dừng lại một tí để chúng ta xem cái động thái tức là một là nó kéo lên để nó quay trở lại test hai là nó test luôn để uh, test luôn và tích lũy ở phía dưới để kéo thì cái, cái kịch bản này thì chúng ta sẽ phân tích thêm chúng ta cần tín hiệu ờ, và mục tiêu nhìn xa xăm hơn vùng 38 39.5 đến vùng 40 SSI đến nơi <laughs> Rồi, em HCM cũng cực đẹp luôn. Ở trong tuần thì HCM làm cây nến coi như thủng trần. Thủng trần 32. Đó, thủng trần 32, hoàn thành vượt mức mọi cái dự báo 31 cộng và đóng cửa vùng 32.7, cây nến test khá là đẹp. Nhìn chung nếu như tuần tới nó có có gọi là nó có 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 yếu lắm thì nó sẽ test về khoảng quanh vùng 32.5, 32.3. Đó, nó sẽ lùi lại một tí ở đây này rồi nó lùi lại một hai cây nến test tích lũy thành công và sau đó thì chúng ta sẽ ngắm lên chúng ta ghép kỹ thuật tiếp theo của HCM ở khoảng quanh vùng 35 VND cũng cực đẹp luôn đấy VND cực đẹp luôn các anh chị vùng hỗ trợ kỹ thuật 19 7 đến vùng 20 từ đây thì cổ phiếu bắt đầu gì ạ lên vùng 22 đó và trong kịch bản bóng phân tích ấy, thì cũng có báo dự báo dự báo anh chị là là không biết đến cái vùng 22 này nó kéo luôn hay nó test và như vậy là nó kéo luôn nó không cần test nữa à, khả năng nó không cần test bởi vì nó xây ở cái nó xây ở cái nền dưới này này cái nền này nó xây khá là dài rồi nên là cái vùng 22 nó không cần test nữa sau nó kéo lên vùng 23 một cây nến doji test nhẹ lại đầu mút nến như vậy ở tuần tới thì nó sẽ nằm ở khoảng nó cũng hoàn toàn tương tự như hcm nó sẽ có thể nó sẽ test nhẹ là vùng 23.3 sau đó thì mục tiêu tiếp theo sẽ là vươn lên cản 25 đến khoảng vùng 25.2 FTS thì khóa quá quá là trâu bò luôn hai cây nến tăng kịch trần tăng kịch trần và tạo gáp gặp tăng quá khỏe luôn sau khi mà nó bứt cản 35 thì nó tạo thành một gáp tăng đây luôn và gần như là nó cũng cũng không có động thái lấp gáp và dòng tiền thì đánh hai cây nến là đánh vượt trung bình 21 phiên hết, dòng tiền khá là lớn. Khả năng là mọi người đang kỳ vọng vào cái KRM, KRX cái gì gì đấy, giao dịch T2 rồi hướng đến giao dịch T0 nên là nhóm ngành chứng khoán cũng đang uh, đang vào cái cầu đấy, đang vào sóng đấy nên là tăng khá là trâu bò. Uh, nhìn xu hướng hiện tại như thế này thì F TS sẽ hướng về vùng cản ở khoảng quanh vùng 41.5 đến khoảng vùng 42 xa xăm hơn thì có thể ngắm lên vùng 43 khá ổn SHS trong tuần vừa qua đánh cũng rất là đẹp khỏe luôn khỏe khoắn luôn đấy sau khi hoàn thành target 18 một cây nến test nhẹ ở đầu mút nến như thế này là cực khỏe tín hiệu đường mát ngon xanh gì mục tiêu ngắm vùng 10 cản 19.5 đến vùng 20 VX cũng trâu luôn như vậy là VX trong tuần đã chủ động test lại vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó là vùng 18 đến vùng 18.2 sau khi test lại vùng hỗ trợ này với ngắm cản 20 và xa hơn tuần tới có thể ngắm lên vùng 21.8 đến khoảng quanh vùng 22 agr thì chính thức đạt target 17.5 trên 17.5 và tuần vừa qua sau khi mà nó công lên đến ở đây này cái cản ở đây khoảng quanh vùng 16.8 thì nó cũng không có chỉnh luôn cây nến đánh cây nến này là đánh gần trên bao nhiêu nhỉ cần 4 triệu cổ phiếu và cây nến ngày kết tuần thì 2 triệu cổ phiếu như vậy là lực cầu cũng rất là trâu bò luôn cây nến này test tương đối nhẹ nhàng như vậy mục tiêu ngắn hạn chúng ta sẽ tiếp tục ở hướng lên vùng cản 18.4 và tại cản 18.4 18 này thì chúng ta xem cái động thái tích lũy ở vùng 7.5 có thể là nó sẽ đạp lại một nhịp ở đây và tích lũy thành công ở vùng 7.5 hoặc là thậm chí 17 đi đó nó 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 sẽ tích lũy thành công ở đây khi mà tích lũy thành công ở cái vùng này xu hướng tiếp theo À, xu hướng tiếp theo thì AGR sẽ hướng về vùng cản giá tự ở khoảng quanh vùng 20. Đẹp hơn sẽ là vùng 21, 21.5 nhưng ngắn hạn sẽ là ngắm về khoảng quanh vùng 20 đã. Cổ phiếu ABS đấy, sau khi mà dính hình sự đúng không ạ? Cổ phiếu này đã có sự phục hồi. Nhìn chung ở đây vùng 10 là vùng cản nên nó phải quay trở lại test cung. Trong tuần vừa qua thì nó test ở khoảng quanh vùng 8.5 về cơ bản như vậy là tạm ổn mục tiêu ở đây thì chúng ta sẽ ngắm về cản 10 xa xăm hơn thì cản 11 các anh chị lưu ý là đối với APS nó đang nằm ở trong cái giai đoạn chấn thương nên là chúng ta phải lựa hỗ trợ và chúng ta phải liên tục đảo hàng với những cái tài khoản mà đang bị kẹp lại thì chúng ta đảo hàng để chúng ta tìm kiếm lợi nhuận và chúng ta tìm cách để về bờ <laughs> VDS rất là đẹp trong tuần vừa qua thì VDS chính thức là vượt bung cản 17 sau một cây nến tăng mạnh một cây nến test cung ở đầu ngọn nến tín hiệu đường MACD thì xanh gì đúng không ạ rất đẹp luôn ờ, chính vì như vậy đó chính vì như vậy nên là xu hướng cổ phiếu nó sẽ tiếp tục tăng thôi khả năng ở nhịp này thì 19.5 đầu tiên là phải về 19 nữa này sau đến 19.5 và sau đó đến vùng 20 ORS cũng uh, tuyệt vời luôn <laughs> quá tuyệt vời luôn sau khi chia cổ tức ăn cổ tức xong đấy anh chị em nào bán đúng phiên 2 tháng 8 là bán đúng đáy rồi Đấy, mục tiêu ở trong tuần này thì như vậy là nó đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 17.2 và vươn lên ở đây đó là vùng 18. Sau khi đạt 18 nó một cây nến test cũng cực kỳ đẹp luôn và sau đó nó đẩy kịch trần. Cây nến búa test tích lũy, nói chung là với ORS mà thứ hai à xin lỗi cả nhà thứ ba tuần tới mà nó test không thủng vùng 18.5 thì cái cơ hội mà nó lên vùng 20, 20.5 đến vùng 21 là cao. Bởi vì bây giờ là nó đang đẩy rồi và đang đang cảm giác là nó đang ORS nó đang đẩy nước rút đó và và trong cái phân tích kỹ thuật tuần đó thì hùng cũng đã đâu đó hùng đã cho các anh chị xem cái hình ảnh này đúng không ạ cái hình ảnh này chính là một chiếu ở bên này đó khi mà ORS ở vùng 15 á hùng có phân tích khá là kỹ và nó chỉ cần khoảng tầm 2 tuần thôi đấy thì đây hai cây nến hai cây nến tuần thôi là nó sẽ lên ở vùng 29 đến khoảng vùng 30 dự báo sớm sớm thôi dự báo sớm sớm thôi ORS đâu đó khoảng target 30 và bắt đầu nó chạy nước rút nó chỉ cần khoảng tầm là hai tuần thôi đấy hai cây nến như này thì đấy cái hình ảnh này là đã phân tích cho anh chị rồi để chúng ta nắm được một cái 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 mường tượng như vậy. TCI cũng khá là ổn áp các anh chị nhé. TCI ở thời điểm hiện tại đấy là thời điểm mà những cái nhà đầu tư nào mà đang còn muốn lên tàu lên thuyền đó. đó, đúng chân sóng 22 tháng 8 mà chúng ta gom đẹp này. Bây giờ thì lại chưa dừng lại một tí. Ở đây thì nó chạm lại vùng cả kỹ thuật ở đây là vùng 13, 13.3 thì cái, cái cái xu hướng nó sẽ chỉnh cung. Đấy và chỉnh cung ở đây thì mua này. Đấy, xem là nó đạp đạp ổn 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 áp về đâu đó ở đây này. Chúng ta canh để chúng ta mua nhá. Đó. Mục tiêu tiếp theo bất cản 13 TCA sẽ hướng về vùng 14 và đối với TCA thì đánh ở trên chạc kỹ thuật tuần các anh chị nhé đánh trên chạc kỹ thuật tuần chúng ta ngắm uh, ngắm xa xa một tí đây TCA nó cứ túc tắc đây nó hình thành lên rồi nó chỉnh này sau đó đi piêu phát lên đến tận 30 thôi. Đó, bây giờ mới có khoảng đâu đó tầm 10 12 à đó, 12 mà ông đánh đến khoảng tầm độ 20 hoặc khỏe khỏe lên tầm 25 như vậy là cười hở hết 10 cái răng rồi đúng không ạ Đấy rất là đẹp rất là tuyệt vời Ok. Uh, vẫn còn thời gian, vẫn còn thời gian nên hùng sẽ view cho các anh chị một cái nhóm ảnh đó là nhóm ảnh hóa chất. Thì đối với nhóm ảnh hóa chất là Lê rất là thích DGC. Các anh chị, đồng cho các anh chị xem những cái phân tích ví dụ DGC cách đây 7 ngày. 7 ngày ở đây. Đấy. Ngày 22 tháng 8 luôn, đúng 2 tháng 8 luôn bắt sau khi mà 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 phân tích uh, cái chung xúc mua khúc thì đúng phiên ngày 2 tháng 8 luôn bắt đầu bắt đáy DGC bắt CSV và lát ba mã cổ phiếu này là ba một mã cổ phiếu cực kỳ quen thuộc ở uh, trên tim mùng lê và bản tin tuần thì cũng không thể nào mà truyền tải hết được uh, tất cả những phân tích đấy đến với anh chị em cộng đồng nhà đầu tư đâu nó chỉ được một phần nào đó thôi và trong tuần trước đấy phiên 2 tháng 8 khuyến nghị bắt nhá và bây giờ là đến tuần kết thúc tuần trước ấy là 80 nhá. Và kết thúc tuần này là 87 nhá. Vậy thì 87 rồi đi về đâu? Đấy, câu chuyện 87 rồi đi về đâu? Căng đấy. 87 rồi đi về đâu? Rất có thể là nhịp này DGC đánh về mạnh. Mạnh là mạnh không phải mạnh 10 đâu các anh chị, mạnh 100 ấy. Bởi vì cái lực đi của hiện tại của DGC cực kỳ tốt cực kỳ tốt các anh chị mặc dù là cái lực cầu thì nó đang hơi non một tí nhưng mà cái cách tạo lập của DGC trong thời điểm hiện tại là cực tốt nó đi đâu nó xây chắc đến đấy nhưng mà cái mệnh 100 thì thì, thì thì chưa chưa bàn đến nhưng mà DGC thì các anh chị có thể ngắm lên ở khoảng quanh vùng 95 như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục nâng cái target của DGC lên <laughs> CSV khá đẹp tuần qua đấy đưa về vùng 36 mươi chấm 5 và sau đó nó chỉnh cung à, bao giờ nó quay trở lại test này và cây nến ngày thứ sáu thì gần như là à, cây nến ngày thứ năm thì gần như nó đã à, coi như là test tinh lũy xong đó, test tinh lũy xong của DGC như vậy à, CSV cực kỳ đẹp cây nến gần như cũng tăng khá là tốt gần gần xe như vậy ở đây à, thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên vùng 38 à, đẹp hơn thì sẽ lên vùng 40 nhưng mà trước mắt là vùng 38 đã để chúng ta xem thử à, cái cản 38 này cổ phiếu nó sẽ vận hành như thế nào trong trường hợp ví dụ nó xuất hiện một cái cây nến xanh như này đó ở chúng ta là phân tích thực chiến và chính vì thực chiến nên là chúng ta sẽ cần phải có những cái tín hiệu kỹ thuật ở trong phiên chúng ta sẽ cần có những cái tín hiệu kỹ thuật ở vùng cản kỹ thuật chúng ta cần có những cái tín hiệu kỹ thuật ở vùng hỗ trợ để chúng ta biết được là về đến vùng đó thì cổ phiếu nó sẽ chỉnh cung tiếp hay không cổ phiếu phục hồi hay không thị trường phục hồi hay không vân vân và vân vân rất nhiều các cái biến đúng không ạ lát lát đây chân sóng của nó đây và đến thời điểm hiện tại ấy gần 13 rồi như vậy là chiết soát cản cũ rồi à, xu hướng của lát chúng ta sẽ hướng về cản 13.3 đến khoảng vùng 3.5 đấy anh chị và như vậy là ai bán đúng phiên 2 tháng 8 đây là bán đúng đấy chắc chắn là nhiều nhà đầu tư bị bán ở phiên đó một phần vì tâm lý hoảng loạn một phần vì quản trị rủi ro không tốt bị côn mặc zin rồi bị tâm lý sao động những thằng xung quanh nó bảo mày ơi chết rồi thị trường sập rồi sập 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 rồi bán đi bán đi đấy ví dụ thế thì uh, nhóm uh, ngành hóa chất cũng là một nhóm ngành rất là tốt các anh chị nhé và ông lê thường xuyên uh, khuyến nghị phân tích cho nhà đầu tư ở trên team <laughs> vẫn còn thời gian đấy, ta phân tích vui vui ta phân tích thêm nhóm nào đấy nhỉ dệt may đi đấy vgt tốt đấy phục hồi từ hai tháng tám cây những cái tuần khá là đẹp như vậy là diệt may VGT sẽ hướng về cản 13 Bứt được cản 13 thì các anh chị có thể cầm lên cản 13.5 Nhưng khả năng nhịp này xu hướng thì nó sẽ hướng về khoảng quanh 13.5 Rồi à, TNG TNG khá là tốt đấy Chân sóng 22 tháng 8 à, Đến thời điểm hiện tại nó đã chính thức là vượt lại vùng cản kỹ thuật ở đây là vùng 20 Với lực cầu khá là tốt Ở phiên ngày thứ 6 tín hiệu đường mà CD bắt đầu Có sự chuyển pha xanh lên đúng không ạ trong tuần vừa qua như vậy là báo hiệu rằng là cổ phiếu sẽ tăng rất là mạnh sau đó cây nến này là cây nến vừa tự uh, test cung vừa tự chỉnh cung vừa tự test ở trong phiên và tự uh, tự phục hồi đó tự test tự chỉnh tự phục hồi và chúng ta sẽ hướng lên vùng cản khoảng quanh vùng 21 cổ phiếu GIL đã có thời điểm có phân tích cho anh chị đối với con này á, thì chúng ta đánh dài đánh dài nên đây và thậm chí là đúng đúng điểm hỗ trợ luôn 2 tháng 8 xong đấy điểm 23 tháng 8 chúng ta mua vào điểm 24 tháng 8 chúng ta mua chúng ta mua ở ba điểm mua này thì gần như là bây giờ nó cũng có lãi rồi và trong tuần vừa qua nó khi chạm vào đây nó test test đẹp luôn về 28.5 28.6 cây đến kết tuần thì nó tăng kịch trần và đường tín hiệu đường mát bắt đầu xanh lên báo hiệu cổ phiếu bắt đầu tốt tốt đẹp lên đúng không ạ và ở đây thì chúng ta tiếp tục ngắm về vùng cản kỹ thuật 32 Thủng vùng 32 thì chúng ta sẽ ngắm lên khoảng cản vùng 34 Đó ok như vậy là à, tạm thời thì cũng sẽ view thêm hai cái mã cổ phiếu hai cái nhóm ngành để các anh chị nắm thêm được và à, đương nhiên sẽ có rất nhiều những cái mã cổ phiếu tốt ví dụ như hút ví dụ như sell à, xin lỗi cả nhà ví dụ dabaco ví dụ ppg à, nhiều lắm nhiều lắm nhiều, nhiều nhiều những mã cổ phiếu tốt và những cái mã cổ phiếu đó thì nó sẽ được phân tích rất là cụ thể chi tiết ở trên nhóm Zalo và bản tin tuần thì đến đây xin phép được tạm dừng và trước khi dừng thì hùng sẽ lưu ý lại với các anh chị một lần nữa hai kênh hùng lê chứng khoán và kênh chiến binh trên từng con sóng có hai chức năng khác nhau à, hùng lê chứng khoán thì sẽ có những bản tin phân tích ngắn hàng ngày về bộ ba tham số chung của thị trường các anh chị có thể đăng ký kênh để chúng ta xem kênh hùng uh, kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng thì nó đã quá quen thuộc rồi Hàng tuần chúng ta sẽ có bản tin phân tích tuần, phân tích chỉ số VN-Index, chỉ số VN30, chỉ số phái sinh tuần. Đồng thời sẽ phân tích danh mục cổ phiếu tiềm năng để các anh chị nắm được. À, chúng ta có thêm những cái thông tin tham khảo ở trong những cái tuần giao dịch uh, tiếp theo, gọi là cứ một tuần chúng ta có một bản tin đều đặn như vậy. Rồi, kết thúc à, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư trong bản phân tích điểm tin tiếp theo.